Hồi ký Phạm Duy. Trong thời gian tôi ở Hải Phòng, tôi còn có cái may gặp một người bạn mới, người đó là Văn Cao. Văn Cao là tên thật họ Nguyễn, ra đời sau tôi vài năm tại Bến Bính bên dòng sông Cấm. Thấp bé hơn tôi, khép kín hơn tôi, nhưng Văn Cao tài hoa hơn tôi nhiều, chắc chắn là đứng đắn hơn tôi. Lúc mới gặp nhau, anh ta chưa dám mày tao với tôi, nhưng tôi thì có cái tật thích nói văn mạng và văn tục từ lâu. Kết cục, cu cậu cũng theo tôi mà sổ chữ nho. Nhưng Văn Cao bản tính lầm lì ít nói, khi nói thì bàn tay gầy gò, luôn luôn múa trước mặt người nghe. Anh ta thích hút thuốc lào từ khi còn trẻ, có lần say thuốc ngã vào tay tôi. Về sau, anh còn nghiện rượu rất nặng. Chưa gặp Văn Cao nhưng tôi đã biết tài soạn nhạc qua mấy bài nhạc hùng của anh rồi. Khi tới Hải Phòng, sau khi gặp Hoàng Quý, tôi tìm đến Văn Cao. Cũng như tất cả thanh niên mỏ trắng, lăng bét, thời đó, Văn Cao đang thất nghiệp sau một tháng làm việc tại nhà bưu điện. Thanh niên thất nghiệp Hưng Yên gặp nhau là nói chuyện ca hát, thì thanh niên thất nghiệp Hải Phòng cũng vậy. Văn Cao cũng có một số bạn bè để chơi, trò âm nhạc. Gặp tôi đang lập cuộc đời mới trong một gánh hát thì kết thân ngay. Nếu đem so sánh với những bản nhạc tình của 50 năm tân nhạc, thì những bài Suối Mơ, Bến Xuân là cực điểm của lãng mạn tính trong ca nhạc Việt Nam. Sẽ không bao giờ có những bài ca lãng mạn như thế nữa. Sẽ có nhạc tình cảm tính, nhạc tình não tính, nhạc tình nhục tính và ảo tính, nhưng không thể có thêm những bài nhạc tình lãng mạn nào hay hơn nhạc Văn Cao. Trong cả hai bài nhạc tình Về Mùa Thu và Mùa Xuân này, hình ảnh người tình trong cả hai bài hát này đều rất là lộng lẫy, cao sang. Tình cảm của cả hai bài nhạc tình đều không dìm con người vào cõi u tối, trái lại làm cho người nghe thấy nguôi ngoai sảng khoái. Con suối trong rừng thu buồn muôn thuở là vì còn lưu luyến hương vị tình yêu chúng ta. Suối ơi, nghe rừng heo hút, dòng êm đưa lá khô già trúc, còn như lưu hương yêu dấu, với suối xưa trôi nơi đâu. Đứng trên bến xuân để nhìn những cánh buồm xa và nghe tiếng chim ca lưu luyến cuộc tình của chúng ta, cuộc tình vừa mới đi qua. Sương mênh mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân. Ai tha hương nghe ríu rít quanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Không ích kỷ như tôi, nghệ sĩ tài hoa Văn Cao hiến thân cho cách mạng, nhưng cách mạng sẽ không cho anh sáng tác nữa, nên sự nghiệp anh đành dở dang. Trong suốt một đời, con người tình cảm hơn tôi này chỉ soạn ra dăm bảy bản nhạc tình, trong đó hai bài Thiên Thai và Trương Chi đã làm mờ đi bốn bài còn lại như hai bài đã kể ở trên, và hai bài nữa là Suối Mơ và Bến Xuân.
môi thắm còn đâu. Với tài năng đã đến độ chín mùi, Văn Cao sẽ dắt ta tới đỉnh cao nhất của ái tình, cũng như sẽ đưa ta vào cõi sâu thẳm nhất của khổ đau với hai câu chuyện cổ dân gian biến thành hai bản tình ca muôn thuở. Tôi kết luận, Thiên Thai là cõi riêng của Văn Cao, Trương Chi mới là tiếng hát của Văn Cao. Nói tới Trương Chi, thì nhớ lại thuở tôi còn nhỏ ở Hà Nội, thường có những người đi hành khất bằng giọng hát, nghĩa là họ đến trước cửa từng nhà để hát những câu chuyện cổ Việt Nam, hát xong thì ngửa tay xin tiền. Tôi vẫn nhớ hình ảnh người ca sĩ ăn mày đó, miệng hát tay đập vào cái hộp sắt bỏ trong túi áo để gõ nhịp cho bài hát, và hình như anh ta chỉ có một bài hát duy nhất để làm vũ khí cho nghề đi ăn xin mà thôi. Đó là bài hát về anh Trương Chi. Ngày xưa có anh Trương Chi, người thì thậm xấu, tiếng hát thì thật hay. Cô Mỹ Nương vốn ở Lầu Tây, con quan thừa tướng, ngày cày cắm cung. Sau này tôi thường cảm ơn thầm người hành khất bằng giọng hát đó, vì ngay từ khi tôi chưa có đủ trí khôn để hiểu biết cuộc đời, thì anh ta đã nuôi dưỡng tình cảm của tôi bằng một câu chuyện tình đẹp ngang với những chuyện tình đẹp nhất trên thế giới. Câu chuyện cổ tích về anh Trương Chi, người thì thậm xấu, tiếng hát thì thật hay, mà ca nhạc cổ truyền đã xưng tụng qua hình thức hát rong, hát dạo, hát sẩm, cũng đã được các thi sĩ, văn sĩ của thời nay nhắc tới. Trong giới tân nhạc, có Hùng Lân viết bài Hận Trương Chi, Phạm Duy viết bài Hối Tình Trương Chi và Văn Cao viết bài Trương Chi. Phạm Duy là tôi lúc còn ấu trĩ, thì khách quan kể lại câu chuyện cổ truyền. Riêng chỉ có Văn Cao là nói tới nhân vật tài hoa truyền kỳ này, nói tới sự não nụt trong tiếng nhạc Trương Chi, tới con người và số phận, đồng thời cũng là nói về mình. Không phải bây giờ Văn Cao mới nói tới Trương Chi, người song ngữ đã đưa hồn Trương Chi vào hồn mình từ lâu rồi. Đừng yêu một chén âm hồn mộng tình trăm năm nằm trong đáy ly hương. Khi xưa duyên chót phù phàng thiếp trà nở trang nước mắt này dâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài hát dù lòng